Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẻ mà xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thì quý vị hôm trước anh đồng chí Tô Lâm đi sang Mỹ, không biết là có ăn thịt bò New York Steak không? Anh có hỏi thăm cái đó rút, không? Chắc cái này rút kinh nghiệm rồi. Sao? Ăn cũng làm thinh chứ. nó không có giác vàng, nhưng mà cũng nói về chưa, người ta là kinh cung chi điểu, tức là một con chim nó bị cành cây bị tên một lần á anh, thấy cành cây cong nó sợ, hôm khác bây giờ ông là thấy miếng thịt bò nó sợ. Chứ thì nó nói là thứ hai là ông đi một công hai ba chuyện đó, tại vì ông qua Mỹ là dự đại Liên Hợp Quốc, nhưng mà là nhân tiện ông gặp tổng thống Mỹ rồi sẽ đi qua thăm đến anh em Cuba luôn. Chắc bận quá không có thời giờ đi coi nhà cửa bên này, coi nó căn nào nó giá đang mà rẻ rồi này kia, khu nào mình ở được, mua cho con cho cháu này kia, cho bạn cho bè. Anh nghe thơ quá. Anh sao vậy? Hôm trước chúng tôi dùng cái chữ là lãng mạn cách mạng và lãng mạn chính trị, anh là ngây thơ về chính trị. Sao tại sao anh nói vô Lâm phải làm cái việc đó? Đệ tử nó làm hết rồi. Mà anh tôi hỏi thật với anh nhé, các đồng chí lãnh đạo của mình ấy, đồng chí cũng sẽ trong Đảng Cộng sản của mình ấy, có tin được nhau không? Anh bây giờ anh cho đàn em nó lo chung cho anh, rồi anh có tin là đến khi mà anh cần đấy nó có giao lại những cái nhà đó cho anh, có tin được không? Nhưng không phải, anh biết rằng là Tô Lâm là công an mà. Nếu mà lén phén là tôi giết mày liền. Anh phải nhớ là ngày xưa ông Trần Đại Quang, ông Trần Đại Quang công an đấy, đại tướng công an đấy, rồi lên chủ tịch nước năm mấy hai năm, hình như nó bị rút ống, người ta nói nó rút ống, chẳng biết ai rút ống ai, mà tôi nghĩ rằng là có tin được nhau không? Không tin được. Được không? Tôi hiểu như thế, nhưng mà dù sao vẫn sử dụng đàn em của mình. Bởi vì theo tôi biết là ngày xưa ở Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thanh đó, có tin của người dân Đà Nẵng cho biết đó, ông Nguyễn Bá Thanh là ông có rất nhiều bất động sản. Nhưng mà ông có một người chuyên lo việc đó cho ông. Chứ ông phải lo là ông lên ông nói đọc diễn văn chứ ông lo ông đi nè. Bây giờ anh thấy hồi đó ông để cho cái người đó, có một người nào nó lo cho ông ấy, khi mà ông ra đi rồi đó, người đó có lo tiếp không, hay là người đó là bây giờ là mất mất trắng với người đó? Ông ra đi thằng kia nó Bá Thanh còn đi, huống gì mình, nó lo nó chạy mất xác chứ không mà còn. Rồi thì quý vị bây giờ về, hôm trước là chúng tôi có đọc bài báo là bắt một cái người là chống phá nhà nước rồi mà 8 năm. Chỉ có việc lên Facebook thôi. Facebook rồi đó. Mà 8 năm tù. Lỗi tại Facebook rõ ràng, anh thấy không? Và chúng tôi so sánh về cái luật lệ của nhà nước Việt Nam này, cái là bộ trưởng nha. Làm thiệt hại tài sản của đất nước, thiệt hại tiền thuế của nhân dân, làm gây hậu quả nghiêm trọng tất cả các thứ, cảnh cáo, khiển trách. Cái này chỉ đưa lên Facebook lên thôi. 8 năm tù. Và bây giờ cái chính quyền nhân dân mà theo cách nói của cộng sản đó là nó vững lắm, đảng lãnh đạo 100 năm, mà sao bây giờ sao cứ sợ nó đổ không? Bắt tạm giam, mà chỉ có mấy bài Facebook mà sợ nó đổ. Cái này mới ghê nè. Bắt tạm giam người đàn bà hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Có một bà mới ghê chứ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Ngọc Châu, công an đã thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động gây rối an ninh trật tự, được chuẩn bị phát tán trong các dịp lễ nhằm mục đích lật đổ chính quyền. Tôi biết, ủa, nó bà này bà phát 3.000 tờ truyền đơn mà bà không có một cái lực lượng nào cả, bà không có đảng phái chính trị, hay là bà không có vũ khí, không có, bà lấy cái gì bà lật? Thì bây giờ người ta buộc tội bà là sao? Tại cơ quan điều tra, Châu khai đã sử dụng mạng xã hội Facebook để liên hệ trao đổi với một số thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do đối tượng Đào Minh Quân cầm đầu, để được hướng dẫn tham gia. Nhiệm vụ của Châu là chuẩn bị rải số truyền đơn các dịp lễ. Thưa quý vị, nếu rải số truyền đơn các dịp lễ thì có thể là gây hoang mang trong quần chúng. Nhưng mà bà này, bà không có súng, bà không có dao, bà không có đồng bọn, nếu theo cách nói của nhà nước đó, bà không có người làm việc chung với bà. Bà lấy cái gì bà lận? Tôi thực sự tôi không biết là sao. Bao nhiêu lần tôi thắc mắc cái này rồi mà vẫn còn nguyên vẹn cái thắc mắc đó, không có câu trả lời. Đây, bây giờ nói Tổng Bí Thư nè. Khoan, xin lỗi anh, còn cái đoạn chót nữa để tôi nói đã. Bộ Công an đã xác định Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố. Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin
những lời hứa hẹn dụ dỗ lôi kéo của các cá nhân thành viên tổ chức này. Và thưa quý vị, đây là một cái tổ chức khủng bố. Và người ta nêu đích danh là ông Đào Minh Quân. Thưa quý vị, ông ở Mỹ. Ông ở Mỹ, ông là công dân Mỹ. Và hôm trước anh Nguyên Khôi có đề nghị rồi, mình bây giờ mình với Mỹ là làm việc chung với nhau, bắt tay hợp tác. Và Mỹ đó thì rõ ràng là người ta chống khủng bố. Đúng rồi. À, không thể nào khủng bố được. Bất cứ tổ chức khủng bố nào. Bây giờ một cái tổ chức là tổ chức khủng bố. Thì mình làm việc với Mỹ. Mà mới tôi là mới gặp ông tổng Biden đấy, sao không nói chuyện đi. Là bây giờ này. Bên các ông đấy, bên Mỹ các ông mới có cái anh này này, cái anh Đào Bình Quân này này. Đấy. Là khủng bố đấy. Bắt nó đi. Chính sách quyền chủ trương theo cái luật pháp của nước Mỹ thì không có chấp nhận khủng bố. Khủng bố là đi tù. Bắt nó đi tù đi. Sao không nói? Không nói gì cả. nói sợ ông Tô Lâm bảo nó khủng bố chỗ nào. Ông Joe Biden cũng hỏi. Joe Biden cũng hỏi ông Tô Lâm nó khủng bố chỗ nào. Nó khủng bố thì, sao? Nhưng cái buồn cười là một người phụ nữ với mấy ngàn tờ chuyện đơn mà lật đổ chính quyền. Mà có một mình à. Nếu như bà này bà khai ra ngày đó tôi sẽ rải truyền đơn, tôi sẽ kết hợp với Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Trần Thị C, tất cả mọi người làm một cái gì đó thì lật đổ chính quyền. Ủa, chính quyền mình đang lãnh đạo 100 năm mà con người đàn bà mà sao nó lật? sợ nó lật không ạ? Nếu mình đàng hoàng, nếu mình vững chắc, nếu mình được lòng dân, bao giờ mỗi lần bầu cử là 99% không à, thì có gì đâu mà phải sợ. Tại sao phải sợ một người đàn bà? Rồi, sợ bà ở nhà thì được. Báo VN Express, cái này là cái tin này là trước khi tổng bí thư đi Mỹ đó. Tổng bí thư chủ tịch nước nói nhân sự là then chốt của then chốt. Cái đồng chí lãnh đạo người ta có tài chữ, nhiều khi dân cũng không biết, nó cao quá, nó cao xa quá, dân cũng hiểu là các bố muốn nói gì nữa. Nhân sự là then chốt của then chốt. Anh nói cho tôi mới nhìn được cái cửa. Cái cửa này nó cũng có cái chốt đó. Mà rồi còn cái chốt đó nó lại có cái chốt nữa. Kỳ quá. Tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm, công tác nhân sự đại hội 14 là then chốt của then chốt. Có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thì bây giờ nhân sự này thì sắp xếp nhân sự lại mới. Thì bây giờ mình cũng khoan rồi. Để xem là thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng có được hay không, có làm được không, thì mình phải chờ cho các bố các mẹ làm việc một thời gian đã, xem là mình làm khoảng 6 tháng 1 năm xem, hay là mới có chừng 3 tháng 6 tháng là bắt đầu là nhen nhúng là đi rủ nhau đi vào tù hết một lượt với nhau, rồi củi lớn củi nhỏ đưa vào lò hết với nhau. Thưa ông Tô Lâm và thưa ông Tổng Bí Thư và thưa ông Chủ tịch nước cũng là một người đấy, thì là từ xưa đến giờ đó nhân sự toàn là Đảng không à? Thì đúng rồi, then chốt cũng toàn là Đảng không à? mà chốt là cái gậy quá. Mà vào tù cũng toàn là Đảng không à? Mà tham nhũng hối lộ ăn bẩn tiền của dân hết chỗ này chỗ kia, cấp lớn thì ăn lớn, cấp nhỏ thì ăn nhỏ, giáo dục cũng ăn nữa. Thưa quý vị, có những cái có chút nữa chúng ta sẽ nói về cái phần giáo dục rất là khốn chỗ nào lợi quý vị. Chỗ nào cũng ăn cả. Thế thì then chốt rồi nào, cái này có chốt cổ họng, chốt dân thì có chứ ta nhớ. Người dân càng ngày người ta càng cái chữ ở trong nước họ dùng là mất niềm tin với Đảng. Có tin đâu mà mất. Đảng như một cái bộ có tin vào Đảng. Okay. Mà bây giờ không tin nữa thì nó mất niềm tin phải không ạ? Còn hồi nào giờ Đảng nó biết, xin lỗi quý vị, là từ cái ngày mà Đảng mới ra đời á, người dân ta gọi là nói dối như vẹn. Đó là lý do mà chúng ta có cái chương trình đã báo vẹn ta biết rồi. Nhưng mà tại vì các ông dùng vũ lực, các ông dùng bạo lực, cái mà các ông gọi là bạo lực cách mạng để đàn áp người ta, thì người dân ai cũng muốn có cái sự yên bình, muốn sống, ai cũng sợ chết cả, ai cũng sợ khổ cả, ai cũng sợ tù tội cả, thì người ta bắt buộc người ta phải chịu thôi. Ông dùng bạo lực để mong đàn áp người dân thôi, vì các ông để cho người dân được tự do, dân chủ, người ta có quyền lên tiếng nói, chỉ là tiếng nói thôi nha, chứ không có là nhằm lật đổ, chưa cần nhằm lật đổ chế độ gì nha, không cần đâu, chỉ được cho người dân, cho các em học sinh, cho các em sinh viên nó lên tiếng nói những cái gì mà nó hiểu được, nó đọc được. Thưa quý vị, như cái em học sinh mà họ tôi có nói và lên bảy tuổi, 17 tuổi, tôi nghĩ là ngay cả cái anh công an mà làm việc với em đó, chắc gì anh đã tìm hiểu
cái kiến thức về về đời sống, về xã hội, văn minh, về lịch sử của đất nước, lịch sử của nhân loại đã bằng các em học sinh. Tại vì bé đó rất giỏi, nó giỏi mà nó từng thuận nhất nhiều các bao nhiêu và em nó phải nghiên cứu như thế nào, nó phải tìm hiểu như thế nào. Còn với cái anh công an mà làm việc với mấy em đó thì cũng chỉ là sách vở trong đảng, sách vở nhà nước cũng như vậy thôi. Trình độ không đáng học trò của em. Thực tế là như vậy. Thưa quý vị, then chốt của then chốt là cái gì? Thôi thì chốt thì cứ chốt thì chứ còn then chốt. Nói mà nói nhầm. Anh nói như vậy cũng đúng, là bởi vì thế là đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Chủ tịch nước đó là rất là hòa gắn bó với nhân dân theo trào lưu. Bởi vì bây giờ trong nước nó là tình hình rất là tình hình. Tôi báo cáo là tình hình bây giờ rất là tình hình. Mà hôm nay tôi thấy tâm trạng anh ấy rất là tâm trạng. Đầy tâm trạng. Tâm trạng của anh đầy tâm trạng. Là tâm trạng rất là tâm trạng. Và tình hình rất ư là tình hình. Tập trung cao nhất cho đột phá về thể chế và phát triển. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công tác chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng có 3 vấn đề. Về các văn kiện trình Đại hội báo cáo chính trị là trung tâm. Tổng kết 40 năm đổi mới là báo cáo quan trọng để chất lọc tinh hoa đưa vào văn kiện Đại hội 14, báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội, báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng là các báo cáo chuyên đề. Hèn gì Việt Nam giờ người ta cấm đốt pháo. Tôi nhớ là cái này nghĩa là nói chuyện mười mi. Tôi nói anh Hòa Tuấn này, anh tôi nhớ là trong một cái cuộc tranh luận giữa ông Trump, tại vì cái này thì chúng tôi vì công việc làm truyền thông bên Mỹ, chúng tôi phải theo dõi cái ngành chính trị bên Mỹ. Tôi nhớ là trong một cái cuộc tranh luận giữa tổng thống cựu tổng thống Trump với lại bà phó tổng thống Kamala Harris thì hai người tranh luận với nhau, thì bà Kamala bà có nói một câu như thế này: quý vị thấy ông nói về tất cả mọi thứ chuyện như nhau, nhưng mà có một điều không nói tới là chính quý vị không nói về quý vị. Mà tôi thì tôi nói về quý vị. Đó là lý luận của bà Kamala Harris. Có người đồng ý, người không đồng ý. Nhưng mà chúng tôi thấy như vậy là toàn là nói về đảng không à. Mà không nói thì tức là nó then chốt là cái nhân sự này đổi mới chất lọc tinh hoa đưa vào văn kiện Đại hội 14, báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội, báo cáo công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng và các báo cáo chuyên đề. Còn không nói là đảng làm gì cho dân, đảng phục vụ như thế nào, đảng đối với dân coi dân trọng như thế nào, lắng nghe ý kiến người dân làm sao và đời sống kinh tế đời sống người dân không phải nói gì hết, chỉ lo cho đảng thôi. Ok, mà quý vị cũng biết rồi, chúng tôi vẫn nói với thưa quý vị là nhiều người cứ vẫn còn ngây thơ chính trị theo cái nói của anh Hoàng Tuấn á, cứ tưởng là đảng đốt lò như vậy, lãng mạn chính trị, lãng mạn chính trị. Ông này ông làm như vậy là tốt quá, tiêu diệt hết cái bọn tham nhũng, cán bộ của mình nó sẽ trong sạch hơn, đất nước mình làm việc nó sẽ hiệu quả, đất nước sẽ phát triển hơn. Thưa quý vị, không có đâu. Thằng này nó xuống, thằng kia nó lên, nó giống hệt như vậy. Mà nhiều khi nó còn rút kinh nghiệm của thằng trước nữa, nó làm còn tinh vi hơn nữa, nó làm giỏi hơn nữa. Trước khi mà phần ngài thì tôi rất là thích cái những cái yếu tố, những chi tiết trong cái bài đó là then chốt và đột phá. Thưa quý vị, chỉ có mấy thằng trộm thôi nó đột phá như cái then chốt mà nó đột phá. nó gặp cái then chốt rồi, trộm cơm mà thế là nó đột phá. Thế là chỉ có mấy thằng trộm thôi. Chúng ta trở lại với quý vị sau một quảng cáo. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất.
Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp, 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, đó là phần 2 của chương trình. Thì bây giờ chúng ta nói về vấn đề giáo dục, vì người dân ở trong nước người ta rất là khổ về sách giáo khoa. Và thời gian gần đây thì chúng tôi thấy trên Facebook, những người dân ở trong nước đó, người bạn bè anh em trong nước, người ta đưa lên một cái đoạn rất là ngắn là đề nghị thống nhất dùng một loại sách giáo khoa cả nước và có thể dùng lại cho những lớp sau. Thì điều đó rất là tốt. Như ngày xưa trước năm 75 chúng tôi nhớ như vậy, sách anh đi học xong á để lại cho em. Ở đây cũng vậy thôi. Em đi học xong để lại cho anh. Và bây giờ cảm ơn cô đã nhắc ở đây. Ở đây thì quý vị, khi chúng tôi lấy những cái lớp ở trong mấy trường college thì là nó có những loại sách mới. Sách mới ví dụ như một quyển sách đó là 100. Nhưng người ta có nói ồ, người ta có mở ra một cái quầy bán lại sách cũ. Đúng rồi. Sách đã dùng rồi. Đúng rồi. Thì nó tùy, ví dụ như tùy theo cái mức độ là dùng nhiều dùng ít thì nó có giá bao nhiêu. Mà chênh lệch cũng khá nhiều đó. Hoàng Tú mua một quyển sách ở trên Amazon có 30 thôi. Mà nghĩa là người ta đã xài rồi đó. Nhưng mà người ta giữ tình trạng rất là mới lắm. Thưa quý vị, nếu chúng tôi vô trong bookstore của trường đó, chúng tôi mua đó, nó là khoảng gần 150. Trong khi mua có Amazon có 30 đồng. Thưa quý vị, đó cái chuyện nó mới giúp cho học sinh. Bởi vì thay vì mua cuốn sách 150, mua cuốn sách có 30 đồng mà nó còn ngon lành, mới toanh. Bây giờ tại sao Việt Nam mình nó là như thế, là mà bởi vì người ta nói bảo vệ môi trường. Thì bây giờ nếu mà giấy là gì, giấy là cũng phải đốn cây thôi mà, để làm giấy thôi thì nó là một cách rất là tốt. Mà thưa với anh, lý do tại sao mà sách giáo khoa bao nhiêu năm nó cứ vẫn là một vấn đề mà làm cho phụ huynh rất là nhức đầu, mà đau nhưng khổ. Mà người ta mà lè lắm anh. Mỗi năm nó đổi một chút xíu, nó thay một chút xíu, một chút xíu gọi là để mà bắt học sinh phải mua cuốn mới để thôi. Để nó ăn thôi, nó ăn thôi. Đây, bài báo nè. 6 năm hối lộ chủ tịch nhà xuất bản giáo dục Bằng Chiêu để tiền ở chân bàn. Trong 6 năm, chủ tịch công ty Phùng Vĩnh Hưng không thay đổi cách hối lộ chủ tịch nhà xuất bản giáo dục Nguyễn Đức Thái, lẳng lặng để túi tiền cạnh bàn uống nước mà không cần trao. Tổng số tiền là 20 tỷ đồng. Thưa quý vị, chủ tịch nhà xuất bản giáo dục mà đi nhận hối lộ. Tại sao phải nhận hối lộ? Là để cho cái công ty Phùng Vĩnh Hưng này đó nó phát hành sách, in sách, nó in sách và nó muốn làm gì nó làm. Thì thưa quý vị, đó giáo dục mà đến nỗi bây giờ mình khuyến khích là tất cả các em các cháu phải đi học và gia đình thì đóng tiền đủ thứ tiền. Thưa quý vị, giáo y tế thì nó ăn theo y tế, xe thì nó ăn theo xe, giáo dục thì nó ăn theo giáo dục. Như thế mà thưa ông Tô Lâm, bà đang là hơi then chốt là then chốt. Chốt và kêu gọi kiều bào hải ngoại hãy góp sức để xây dựng đất nước. Xây những cái thằng nó ăn một mình nó ăn 20 tỷ. Từ khi mà đảng bắt đầu mở cửa nó kêu gọi người dân Việt Nam ở hải ngoại về đóng góp xây dựng nước, thực sự nó có rất người đã về rồi. Nhưng mà hầu như chúng tôi thấy hầu như là tất cả những người đã về đều trở lại cả. Và những người nào mà vì lý do nào đó không trở lại được thì họ cũng đắng nuốt cay. Thưa quý vị, cho nên cái bài học rất là rõ ràng. Không, giờ này không còn ai ngây thơ nữa đâu. Thưa anh, trước khi mời anh thì có một cái đoạn này hối lộ dễ thương lắm. Bà ngồi ghế đầu tiên, cái bà mà đưa tiền hối lộ đó, bà là tô Mỹ Ngọc, để tiền sang nhà bên phải bà uống nước. Sau vài câu chuyện xảy ra, bà không nhấc túi tiền lên mà nói là em có chút quà biếu, cảm ơn anh đã giúp công ty trúng thầu, sang năm nhờ anh giúp đỡ tiếp. Tức là hối lộ mà có kế hoạch 5 năm. Sang năm rồi. Đó. Ông Thái đáp, anh cảm ơn. Khi khách ra về, ông Thái cất tiền vào két trong phòng làm việc. Thế thì bảo làm sao mà học trò không khổ, mà phụ huynh học sinh không khổ. Thưa quý vị, nhà xuất bản giáo dục mà nó cũng kiếm cách để nó nhận hối lộ 15 lần tại phòng làm việc để cho những cái công ty này nó khuynh loát, nó muốn làm gì nó làm để cho dân khổ. Không hiểu được. Báo dân trí.com, vì sao ông Đỗ Thắng Hải từng có án tích
mà vẫn làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Tiến sĩ Thăng Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết chưa gặp trường hợp nào từng có án tích mà lại thăng tiến tới chức Thứ trưởng như ông Đỗ Thắng Hải ở Bộ Công Thương. Thông tin cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cũng thuộc Bộ Công Thương đó, từng phải nhận án tù đã được xóa án tích khiến dư luận bất ngờ. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao Đỗ Thắng Hải từng có án tích lại có thể leo lên tới chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thế quý vị, án tích là gì? Ở dưới chế độ cộng sản, án tích nó không đơn giản là chỉ một người vi phạm pháp luật rồi đưa ra tòa, bị đưa ra tòa rồi có cái án này hết rồi sau bao nhiêu năm mà xóa án đâu. Tại vì cái đó không phải ở trong nước, nó không phải như vậy, nó không đơn giản như vậy. Đơn giản là tại vì khi đó anh đi lãnh cái án đó là thì phe của anh, nhóm của anh nó bị loại ra, nó yếu thế, cho nên anh phải đi tù thế thôi. Tại vì nó ăn như nhau mà, tất cả nó đều ăn. Mà một lúc nào đó cái người đỡ đầu anh nó yếu thế, hoặc là anh xử không đẹp, anh ăn mà anh bỏ túi một mình, anh lại không chia cho tôi, ăn không đều chia không đủ thì anh phải đi tù là phải rồi. Nhưng mà đến khi ra thì đồng bọn nó cũng còn nguyên, băng đảng nó còn nguyên đó, nó đâu phải là nó chỉ là chia chác quyền lợi phe nhóm, đấu đá lẫn nhau thôi, nó đơn giản là như vậy thôi. Chứ nó không phải là cái án bình thường, thí dụ như cái án mang tội sát nhân, giết người, đi ăn trộm ăn cắp, cái đó là khác. Còn này không phải, cái này là phe nhóm quyền lợi đấu đá lẫn nhau, thì khi mà phe tao yếu thì tao chịu, phải chịu lép. Đến khi mà tao ra, cái mà hôm trước tao mua không được bằng tiền vì tao mua bằng nhiều tiền, hay trước bây giờ tao ra tao rút kinh nghiệm á, tao chung chi cho đủ. Hồi đó tôi quên, tôi lỡ, hồi đó em có nên mà dạng. Em quên để dưới chân bàn. Bây giờ em ra em lại gửi lại anh. Em lại để dưới chân bàn bên kia. Thì lần tới có chức nào thì anh lại lại nhớ tên em. Đơn giản, chúng nó như vậy thôi. Thì cái chuyện mà án tích hay không án tích, lắm quý vị, nó chỉ là cái chuyện, nên cái trò hề. Tức là ra là phục hồi chức năng trở lại. Thưa quý vị, về cái cơn bão số 3 của Việt Nam thì thưa quý vị rất là đau lòng. Thì cảnh người dân chết là bây giờ rất nhiều người ở hải ngoại cũng nhắc tới chuyện đó. Nhưng mà có một số người bảo rằng là chúng tôi có hôm qua có gặp một số bạn bè, thì người ta hỏi nhau là có ai đã đóng góp để mà cứu trợ nạn nhân bão lụt ở trong nước hay không. Thì có một số người bảo rằng là người ta đóng góp qua những tổ chức tôn giáo, ví dụ như bên Tin Lành thì người ta có bên Hội Thánh, bên Công giáo thì có các cha, bên Phật giáo thì có các thầy, quý thầy. Và có người còn hỏi đùa mà mỉa mai nữa, có ai đóng cho Mặt trận Tổ quốc không? Dĩ nhiên là không. Thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi không hiểu tại sao cái chuyện cơn bão nó xảy ra như thế, người ta đau khổ như thế, bây giờ rất nhiều người mất nhà mất cửa ở Đồ Sơn này. Sau bão số 3, Đồ Sơn lại mở lễ hội trọi trâu. Ngày 21 tháng 9, tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, quận Đồ Sơn tổ chức lễ hội trọi trâu truyền thống 24. Thưa quý vị, trong cái bối cảnh này mình đi tổ chức lễ hội chọi trâu để mà mình vui vẻ với nhau, như thế thì mình có còn cái tình cảm, cái nỗi đau xót để thương cảm cho đồng bào không? Chứ đồng bào nó còn ở đó không phải không? Thưa quý vị, tại sao mình tổ chức lễ hội này trong khi đó mọi người tập trung để cứu cho những người mà nạn nhân của bão lụt? Và thưa quý vị, người ta nói là bởi vì bị ảnh hưởng bão cho nên người ta phải dời lại. Có cần phải làm như thế không? Và thưa quý vị, những người cán bộ đó người ta còn nói như thế này đấy chứ: lễ hội trở thành di sản văn hóa quý báu, sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn của cả nước nói chung và vùng đất Đồ Sơn Hải Phòng nói riêng, với ý nghĩa và giá trị nhân văn đó. Thưa quý vị, trời ơi, thứ nhất á, bây giờ mà con trâu á, thưa quý vị, con trâu là đầu cơ nghiệp, ngày xưa con trâu nó giúp cho người dân của mình để cày cấy, thì bây giờ khi cái lễ hội chọi trâu nó rất là mà thực sự là ngày xưa mình ngày xưa thì thời đó đại khái là cái trình độ văn hóa nó còn hạn chế chứ còn bây giờ mà thưa quý vị chỉ là chứ nó chạy trâu cho nó quá đi chạy chó thôi chạy chó thôi chạy gà thôi ấn mỹ đi tù là ấn mỹ là có đi tù mọt xương luôn đó thưa quý vị. Bây giờ những cái đoàn xiếc
ở Mỹ và các quốc gia mà tiên tiến đó, người ta phản đối, người ta phản đối và sử dụng thú vật để làm siếc, đó là bạc đãi súc vật. Cái đó rất là đúng thưa quý vị, mà bây giờ chắc là mấy cái này mà đưa đại hội đồng Liên Hợp Quốc nói văn hóa của chúng tôi đấy. Đây tôi đọc cái câu này anh mới thấy nè, với ý nghĩa giá trị nhân văn đó, giá trị nhân văn chỗ nào? Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn vinh dự được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2012. Và đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đồ Sơn trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển lễ hội, đưa lễ hội trở thành nguồn lực phát triển kinh tế của địa phương, thu hút du khách trong và ngoài nước đến cổ vũ tham dự. Thứ quý vị, thứ nhất nó là nhân văn. Bây giờ chúng tôi sẽ nhắc lại, con trâu á, nó là một con vật, nó giúp cho đời sống người nông dân. Bây giờ mình với cái thế kỷ này thì mình mang hai con trâu ra cho nó chém nhau, nhân văn ở chỗ nào? Nó rất là tàn ác. Người dân trong nước người ta cũng phản đối, và chúng tôi tin rằng khách du khách nước ngoài đó, như là du khách Tây phương tới, người ta sẽ không có đồng ý với cái chuyện này, sẽ không xem chuyện này. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Thì vấn đề thứ hai, trong cái bối cảnh này tổ chức chọi trâu, thưa quý vị nghĩ như thế nào? Trong khi kêu gọi người dân ở hải ngoại, ông Tô Lâm kiều bào hải ngoại đóng góp xây dựng đất nước, thì đó là những người trí thức. Của những người bình thường, khi những cơn bão lụt như thế này, cũng rất nhiều những cái tổ chức cá nhân là những cái tôn giáo, người ta cũng đóng góp để mình giúp đỡ cho người dân ở trong nước qua khỏi cái cơn khốn khó. Bây giờ mình ở ngay Đồ Sơn, Hải Phòng, mình ở cái vùng đất gần với cái vùng thiên tai lũ lụt, bão lụt, mình tổ chức chọi trâu, thưa quý vị, tôi không hiểu được đầu óc của những người mà còn bảo rằng đây là thu hút du khách trong và ngoài nước đến cổ vũ. Thưa quý vị, bây giờ quý vị tưởng tượng đưa một đứa trẻ con ở Mỹ, nó về Việt Nam, nó thăm quê hương theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, những người trí thức về đưa con về đấy ha, dẫn nó ra nó xem chọi trâu, nó nghĩ sao? Nó nghĩ đây là một cái hành động man rợ. Và thưa quý vị, cũng nói tới nạn nhân của cơn bão số 3, thì chúng tôi thấy có một cái ý kiến này trên Facebook và tôi đọc được, tôi hay hay chia sẻ với quý vị. Đây không phải là báo Nhà nước nha, báo Nhà nước cũng đăng một cái tin này giống ý kiến này, là người ta nói rằng một người chết thì làm quốc tang, trong khi đó cả mấy trăm người chết cùng một lúc như thế này, tại sao? Ít nhất là không quốc tang thì cũng kêu gọi một cái hình thức nào đó cầu nguyện, hoặc là như thế nào đó cho những nạn nhân, và không thể nói gì cả. Kỳ này đó thì Mặt trận Tổ quốc họ là có lẽ bị nói nhiều quá, cho nên kỳ này là mình mạnh dạn, đúng là làm công tác mà vận động mọi người quyên góp để mà giúp đỡ cho nạn nhân bão lụt tốt, không có gì mà chúng tôi phản đối cả. Và họ làm một bước tốt hơn nữa là họ cung cấp sao kê rõ ràng, rất là minh bạch sổ sách, ai đóng góp bao nhiêu thì vẫn tạo bị đóng góp là qua ngân hàng hết, hình như là họ không nhận tiền mặt. Cái chữ mới giờ là sao kê, chữ mới giờ sao kê và công bố rất là rõ ràng. Cho nên có nhiều người nghe nói là có nhiều người, có nghệ sĩ này nghệ sĩ kia đó tuyên bố huynh hoang là mình đã bỏ bị đã đóng góp bao nhiêu, nó mà ta có cái sao kê thế có thì nó mất mặt rồi, là sao kê mà sao kê không thì đã tốt thì tốt, hai tốt rồi, lỡ rồi thì ba tốt đi. Thì bên cái vấn đề cái tốt thứ ba phải là cái quan trọng. Thế thì còn lúc mà được tiền rồi, giúp cái gì, giúp cho ai, người đó được bao nhiêu, đối tượng có biên có bị nhận hay không? Tại bây giờ mình làm việc sổ sách đều rất là minh bạch, rất là rõ ràng, thì mình có đã làm được cái đầu vào thì phải đầu ra nó phải rõ ràng mọi người. Chúng tôi cũng chờ nhá, quý vị cũng chờ nhá, nhưng tôi cũng đã nói ngay từ đầu rồi, rất nhiều người dân ta lo sợ không phải vì người ta không thương đồng bào bị thiên tai, người ta cũng tin tưởng cái mặt trận này. Cho nên bây giờ quý vị đã làm được hai bước tương đối là tốt rồi đấy, mạnh dạn đứng ra này, thứ hai là sao kê này, rõ ràng thu vào này, thì khi mà chi ra quý vị cũng làm ơn, nó minh bạch cho rõ ràng, chứ đừng để cho lại mang tiếng đảng, mang tiếng nhà nước, tốt nghiệp cho đảng và nhà nước, mặc dù là mặt trận ăn. Thưa anh, liên quan tới vấn đề mà bão lụt thì cũng có một điều đáng buồn như thế này nữa. Báo Dân Trí đăng nè, sự việc trường tiểu học Lê Quý Đôn, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ khen học sinh ủng hộ từ 100.000 đồng cho thấy lòng nhân ái, sự chia sẻ của học trò bị đong đếm bằng tiền ngay trong trường học. Tức là kêu gọi mấy cháu học sinh đó cũng đóng góp tiền để cứu trợ nạn nhân bão lụt. Có nhiều cháu là cháu đi học không có nhiều tiền, của ít lòng nhiều quyên góp giúp mọi người, cháu là học sinh không có nhiều tiền. Đi cùng những nội dung này là biên lai chuyển khoản những số tiền 10.000, 20.000, 30.000 đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào lũ lụt từ
từ nhiều học trò. Thưa quý vị, người ta đề nghị thế này: học trò tùy theo cái hoàn cảnh gia đình, đúng rồi, đóng nhiều ít thì không cần, một khi các em làm việc không cần phải có giấy khen. Nhưng mà bây giờ mình phân biệt từ 100.000 đồng trở lên thì có giấy khen. Còn những em nó dưới đó thì nó cảm thấy tủi thân chứ phải không anh? Nó tủi thân chứ. Thì tại sao trong một cái môi trường giáo dục mà làm một cái công việc mà rất là kém giáo dục? Theo tôi nghĩ cũng không nên có giấy khen. Dạ, thực sự là như vậy. Cái cùng lắm á thì có cái giấy cảm ơn. Không ạ? Nhận đúng biên nhận, cảm ơn là đúng. Biên nhận rồi cảm ơn. Cảm ơn là đúng nhất. Và các em cũng như là mọi người dân người ta cảm thấy rằng cảm ơn cái sự hy sinh của người ta, cái sự chia sẻ người ta nó có giá trị và có cái nó được cả xã hội công nhận thì người ta cảm thấy rất là vui. Và lần tới những cái chuyện như vậy nó cần cái sự đóng góp của mọi người thì họ sẵn sàng họ đóng góp, và chắc chắn là lần tới họ sẽ đóng góp nhiều hơn. Chẳng biết thưa cái gì cũng bằng khen làm sao này. Nhưng mà nó có cái này tôi thấy rất là chán nè. Những đóng góp đó cùng những lời chân thật đã làm bao nhiêu người thấy ấm lòng, an ủi phần nào giữa hàng loạt biên lai phong bạc, không biết dùng chữ sao chúng tôi không hiểu, được chỉnh sửa thêm nhiều con số không. Góp 1 đồng thổi thành 100 đồng, góp đóng vào 1 hào vốn lên tiền trăm tiền tỷ. Tức là bởi vì cái vấn đề giấy khen đó thì người ta nói là cái lòng nhân ái của bất cứ ai, nhất là của trẻ con, không cần phải có giấy khen. Khen thưởng rình rang, việc khen thưởng còn chứa đựng sự đong đếm, sự đo lòng nhân ái của đứa trẻ này đứa trẻ khác càng không được. Và đây là những người mà trong nước, những người mà thạc sĩ tiến sĩ có thể bảo đây là một cái bệnh, cái bệnh thành tích. Và thưa quý vị, đi làm việc từ thiện mà bây giờ cũng như thế nữa, nó xấu hổ vô cùng. Tôi cũng không biết nói như thế nào về cái cách điều hành đất nước của đảng sau 100 năm lãnh đạo cách mạng, bây giờ nó có những cái thành tích như thế. Chúng tôi xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.